yêu nha, tiếp tục buổi livestream trưa ngày hôm nay. Xả kho lớn các chị ơi, đầm vét luôn, vét nè, sơ mi nè, đầm ôm, đầm đi tiệc đi chơi gì hôm nay giá cũng rất là rẻ. Đây em mặc các chị coi nè, body vest ha, chất đẹp luôn á, kaki theo nha, 199.000 cả nhà thấy sao? Em chỉ sale trên live thôi, không áp dụng giá này bên ngoài. Nếu như chị yêu nào mua trên live của em thì sẽ được giảm giá còn 199. Còn mẫu này nếu mà mua bên ngoài live nha, em vẫn bán bình thường là 420 nha. Chị nào mua trễ là sẽ mua 420 á. Giờ đặt luôn có 199.000 thôi các chị. Nghe thì giá hết hồn luôn. Sẽ nhẹ tà phía trước cho mình, chất kaki theo có cái độ co giãn nữa, mặt không cứ bị bó. Ở đây em mặc là nó vẫn còn hơi rộng so với em các chị coi. Nè, hơi vẫn hơi rộng so với em đúng không? Hôm nay còn hai size cuối nha, XL và 2X cho em, 55 tới 65 cân vừa. Từ 55 tới 65 cân mặc vừa cho em nha cả nhà. 1462 ạ. Body vest vừa đi chơi, vừa đi tiệc được luôn. Đẹp lắm luôn cả nhà. Ô xuất sắc, xịn sò. Giá bán bao nhiêu tiền đây? 199. Nếu mà các chị đi chơi đi tiệc, mình có thể kết hợp thêm phụ kiện thắt lưng hoặc là cài áo này kia cho em ha. Hôm nay thì shop mới về thêm cổng thắt lưng mới cả nhà coi nè. Trời ơi quá đẹp các chị. Cái cổng này phối đồ thiệt sự là đỉnh luôn á. Mới về thêm cổng thắt lưng mới cả nhà ơi, em có thắt lưng chiếc lá nè, thắt lưng hình xoắn nè, thắt lưng hồ ly, và hôm nay về thêm một cái bản thắt lưng này nữa cho mình ha. Trời ơi, các chị coi đẹp chưa? Chưa tới 100 ngàn đâu. Cái cổng thắt lưng này chưa tới 100 ngàn nha, để em coi giá tiền này nhiêu đây. Thắt lưng có 89.000 thôi các chị ơi, đây là TL05. Chị nào thích cổng thắt lưng này thì bình luận giúp em là TL05 chỉ có 89.000 đồng ha. Còn đầm em mặc thì 199k nha cả nhà. Váy này giúp gì em? Dạ đây là kaki thêu. Vải của nó dày dặn nè, co giãn tốt cho các chị mình. Còn hai size cuối cùng hết em bỏ mẫu. Không có mẫu nào mà về cái về tới về lui về hoài đâu các chị. Thì ít lắm. Da beo á, có da beo lại may hai lần á, chứ còn thường những cái khác là may có một lần hàng thôi. Em mặc là 1462 cho chị Lily Nga nha. Rồi chị Ngọc Phương cho bao nhiêu tiền váy này? Dạ 199.000 chị ơi. 199.000 đồng 1462, còn hai size cuối cùng. Chị nào chưa có mẫu này bình luận ngay giúp shop ạ. À. Đầm vắt chéo chưa vậy shop? Đầm vắt chéo hả chị? Vắt chéo cái chấm mi hả chị? Cái chấm mi chưa chị ơi, chấm mi mình đợi em chắc cỡ tầm tuần nữa nha, chắc 2-3, tại vì em không hứa trước được á. Có nhiều khi là hàng mới cái chị coi like sáng khách hỏi các em nói chưa về, cái tối đó nó về em cũng không hứa trước chị ơi. Hàng mới thì khi nào về em lên liền cho mình, giờ em chỉ có mới like quảng cáo thôi. Chị phải chị hỏi cái đầm này không, phải chị hỏi cái đầm của ốc chéo này không, cái này em chỉ mới like quảng cáo thôi cả nhà, tại vì giờ đặt á là hàng về em mới giao cho khách được đó, chứ chưa có lên liền chị. Em chưa dám like, hàng mới có nè, có hàng mẫu rồi nè mà chưa dám like với chị, sợ lâu, sợ khách chờ lâu sốt ruột ha. Khi nào mà em lên like trên những cái bài like như vậy là có sẵn, còn những cái bài like quảng cáo của em, cái này em mới nhá trước thôi là sắp mới về, sắp về cái mẫu này đó. Và chị hỏi cái bi này không, trời ơi em này siêu phẩm luôn, em nói mặc vô tự nhiên đẩy một lên liền cái chị, đẹp lắm, cái kiểu này may rất là đẹp. Chị nào chưa có thì đợi đi nha, đợi em đi, khi nào em về em lên liền. Bây giờ mình săn hàng xả kho trước ha. Hôm nay có mấy cái mẫu đầm đẹp như thế này mà giá có trăm mấy rồi các chị. Em mặc 199 nè, hai size cuối cùng là XL và 2X cho em nha. 55 cho tới là 65 cân vừa. Body vest vừa đi chơi đi tiệc đi làm gì cũng được cho em ha. Chút đơn 199.000 đồng. Chị nào chưa có mẫu này thì bình luận cho em nha. 1462. Em chào chị Nguyễn La, chào chị Tiếp Lê nè, chào các chị mới vào nha. 199.000 chị Phạm Hậu ơi, chỉ còn hai size cuối thôi, không về thêm nữa nha, em bỏ mẫu luôn rồi, ngưng rồi, không ai thêm cái kiểu này nữa, sắp về kiểu khác rồi, em sắp về một loạt kiểu khác, còn mấy cái này là hết là bỏ mẫu luôn. Rồi tiếp theo bây giờ em chuyển sang mẫu đầm khác ạ. Ưng váy nào thì bình luận bên dưới để shop tư vấn và chừa hàng nha. Tiếp tục em có cho mình một số em đầm cũng đang sale giảm giá nè. Đây, em có cái đầm nhung suông. Đầm nhung suông này dưới khoảng là 60 cân mặc vừa, em xả rẻ 150 cho mình luôn. Nay xe 100 mấy, nhiều mẫu đẹp lắm. Ví dụ như mình chưa có mẫu nào hay là có muốn em giới thiệu mẫu nào không? Đó, comment cái màu cho em nha, bình luận cái màu sắc, cái họa tiết để em giới thiệu cho mình cho nó dễ. Rồi nhung suông chữ A, thiết kế cổ vuông ha. Váy nhung suông này em thiết kế cổ vuông cho mình nha cả nhà. Hôm nay em giảm luôn là 149.000 thôi. Em này thì chỉ còn size L thôi các chị ơi. Mẫu em đang mang chỉ còn size L khoảng, nhưng mà co giãn, có co giãn nha. Rồi 150, 149.000. Tuy
là nó size L như các chị coi nè. Đồ co giãn là tốt không? Đó, em test thử đồ co giãn mình coi ha. Co giãn tốt, 60 cân mặc vừa. 60 cân đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có mẫu này bình luận ngay để em tư vấn nè. Mẫu mặc là 1407 nha. Thích mẫu nào thì cứ đặt trên like cho em thôi. Nhanh nhất là cứ đặt ở trên like là vừa được giảm giá mà lại có size. Còn mình mua trễ quá nó hết size á. Có mấy mẫu vừa coi like vậy thôi, chứ xíu mình đặt hàng nó lại size mất tiêu rồi. Em mặc đây là 1407. 1407 sale còn 149.000 đồng. Nhung xuông dáng này thì là xuông chữ A. Em này là dáng xuông chữ A, nó dễ mang các chị, không có bị dáng dáng, tròn người ấm người gì mặc được hết. Có vấn đề là hôm nay nó lẻ size rồi thôi. Chị nào 50-60 cân là vừa cho em. Trên nửa thì em hết, dưới nửa thì mặc rộng. Trên nửa thì hết, còn dưới mặc đường nhưng mà rộng nha. 50-60 cân cho em nè. 1407, 149.000 cho em. Rồi em sẽ ghim cái giá tiền ở dưới nha. 1407, 149.000 đồng nha cả nhà. Xin ha, cái màu này là màu xanh, xanh navy. Màu xanh navy này nó dễ mang các chị. Da trắng mang được, đẹp. Da ngâm mang cũng đẹp, không có kén. Chị Phương Quyên lấy mã 1407 này rồi. Eo chị 74 mặc được không? Trời quá đẹp chị. Eo này tới 78 luôn. Đồng em mặc eo 78 mặc được luôn. Nó co giãn nè. Eo 74 là chị mặc vừa đúng cái size này luôn rồi á. Là nó sẽ gọn gọn vậy. 60 cân thì nó sẽ hơi ôm dáng, 55 thì vừa và 50 thì mặt nó sẽ hơi xuông xuông rộng chút xíu. 149.000 đồng chúc chị Ánh Nguyệt nè. 1407 nha, 1407, 50 cân vừa. Mình nghe em giới thiệu size L, nhưng mà các chị nghe em giới thiệu kỹ hơn là 50 cân vừa, 55 cân vừa và 60 cân cũng vừa. Chứ lỡ mắt con mình thấy nó còn size L, cái bình thường mình mặc XL mình nghĩ không vừa, cái mình bỏ qua, tiếp tới chị vẫn vừa nha, vẫn vừa cho em 150 thôi. 149.000 đồng cho em nha. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nè. Rồi, hôm nay tranh thủ lên được nhiều đồng nữa cho các chị mình nha. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa xa cả nhà ơi. Cái em này co giãn nè. Hôm trước em có cái mẫu này, lúc nó mới về là mấy chị khách mình 70kg, 75kg mặc được luôn. Em bán hết trơn rồi. Mỗi lần mà mấy cái size lớn này là em đều có nhắc trước là mấy cái này nó lẻ size nhanh lắm nha. Chị nào mà thích là phải chốt liền cho em á. Mấy cái size to là nó nhanh cháy hàng lắm. Không tin em, hôm nay lẻ size rồi nè. Hôm nay em chỉ còn mẫu đó là size XL đổ về thôi, chứ không có lên được 2X nữa. Nhưng mà vẫn co giãn tốt. Em đó eo nó vẫn phải được 86-88 cho em luôn á. Đợi em xíu. Mẫu B hả chị? B. B nào ta? B nào sao em chị ơi? Sao em hình như em đâu có trưng cái đồng B đâu. Em mới mặc hả hay sao? Em mới mặc là cái vest này phải không chị? Hay là mẫu nào sao em? Sao em à, có cái vàng chấm B nè. Sao em là có cái sơ mi suông vàng chấm B nè chị. Chị coi mẫu nào chị Dung Vũ ơi, vàng chấm bi hay là cái vest em mới mang. Cái vest em mới mang là body vest nha, 1462, size 199.000, size 55 cho tới là 65 cân. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha. Đây, lên tiếp một em đầm mà đẹp cho cái chị mình và rất hợp với cái chị trung niên. Cái mã này của em thì nó sẽ có size, này là còn size XL nè, mà coi giãn dữ lắm. Em này hôm trước còn 2X là eo gần 100 luôn. Dữ dội không? Cái gì thấy dữ dội chưa? Em này mà còn 2X là eo gần 100 luôn á. Size XL eo cũng phải 86-88 được nha. Rồi có dây eo cho em. Có kèm dây eo ngọc trai. Nhìn thấy là thấy xịn liền luôn các chị ơi. Để em cột nó lại. Để em xíu. Rồi cột nhẹ cái dây này lại cho em. Nó sẽ đằng kiểu. Còn mình muốn đổi kiểu nào cũng được. Cái dây này em may phía trước á. Mình cột kiểu nào cũng được hết trơn á. Rồi 1423 cho em nè. Chất này là Atashi, nó co giãn tốt lắm á nha. Atashi em mang là độ co giãn phải nói là cực kỳ cao, cao nhất trong mấy cái chất kia luôn á. 1423 cho em, 250. 249.000 trên like nha. Toàn bộ hoa văn này là kim tuyến hết luôn nha cả nhà. Đây nè, mấy cái hoa văn các chị coi trên này nè là kim tuyến hết luôn á. Em chào chị Quốc Thịnh nha. Hoa văn trên like là kim tuyến toàn bộ cho mình, full đồng kim tuyến luôn. Trời ơi, mẫu này mà chị nào trung niên mặc vô là đẹp tuyệt vời. Giá tiền bao nhiêu? 250. Bình thường em bán 390, like giá cũ là 390. Hôm nay sale còn có 249.000 tại vì nó chỉ còn một size thôi. Em chỉ còn size XL thôi cả nhà. Chỉ còn một size cuối cùng. Form suông nha, không có chiếc eo nha. Cái này em may suông rộng luôn. Phần eo là trơn từ trên này xuống vậy nè. Đó, phía sau lưng cũng không có khóa nha. Mày váy này là trơn, mặc chồng vô cho em thôi.
249.000 đồng cho em, đẹp lắm. Mẫu này đi tiệc đi chơi là cân hết được cho em luôn, rất là sang. Thấy cái sợi dây ngọc trai là thấy là 10 điểm rồi. Đó, có dây ngọc trai cột trước hay sau gì cũng được, tùy ý các chị nha. Cột được nhiều kiểu lắm, tại cái dây ngọc trai này mình điều chỉnh được á. Đó, cái viên ngọc trai mình di chuyển nó được ha. 249.000 chị Mỹ Liên ơi. Dạ được nha chị Hoa Trâm, chị cho em xin mã số đi. Em mặc là 1423 chị. Váy này là còn size XL thôi. Hết 2X chị, chờ chị mua sớm là có. Bữa trước em bán cái này hả, eo 90, 96 mặc được luôn. Eo 96 mặc được luôn, em đo rồi mà hôm nay hết rồi. Hôm nay giảm xuống còn eo 86, 88 cho em thôi ha. Chị yêu nào eo 86, 88 trước cho em cái này nha. 1423, 249.000 đồng nha cả nhà. Đồng trung niên ha. Shop em thời trang trung niên, thời trang thiết kế nha. Được kiểm hàng trước thanh toán. Mình đặt hàng trên line, em giao đến nhà và cho kiểm hàng. Đẹp như em quảng cáo thì mình nhận. Em chỉ còn 30 cái cuối cùng thôi. 30 cái cuối cùng hết em mở mẫu. Dây này thắt được, không thắt cũng được luôn. Đó, tùy theo cái chị muốn mặc kiểu nào thôi. Cái chị ơi xin không, dễ thương quá luôn á. 1423 cho em ạ. À, chị Huyền Phạm có đơn nè. Size L hết chị còn XL nha, chỉ còn một size. Chỉ còn size XL thôi. Chị nào thích thì bình luận bên dưới giúp shop ạ. À, nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác với chị yêu nha. Mẫu đang mặc đây là 1423 nè. Mẫu em đang mặc đây là 1423 cả nhà nha. Chốt đơn còn 249. Dạ dây eo, có dây eo mình cột trước hay là sau gì tùy ý. Và ngọc trai này mình có thể di chuyển nó được nha, có thể di chuyển được cột theo ý thích của mình luôn. Mẫu đang mang chất liệu là Atashi ánh kim nha chị ơi. Atashi ánh kim to giãn tốt nhất trong tất cả các vải luôn, mà lại còn lấp lánh nữa. Vừa co giãn mà vừa lấp lánh thì không em nào qua nó đâu. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha. Tiếp tục sẽ là một em đầm cũng đang giảm giá. Em này thì shop còn size M, sale luôn 150 luôn. 1409. Mẫu này của em chỉ còn size M nha cả nhà. Em sale luôn còn 149.000 đồng. Em này thì kiểu đi chơi, đi chơi dạo phố, kiểu nó trẻ trung á, form nó cũng ngắn ngắn, hàng ngang gối em mình phù hợp mặc hàng ngày. Rồi vest màu da, đuôi cá xíp ly. Vét da đuôi cá xíp ly 1409 ạ. À, mã này chỉ còn M. Mã này chỉ còn M, em xem 150 nha. 149.000 nha cả nhà ơi, 1409 giúp em ạ. À, 1409 149.000. Rồi, shop còn size M nha các chị. Cái này do em chưa có kéo hết khóa nên cái cổ nó không có được ôm á. Chứ còn mình kéo hết khóa là cái cổ nó sẽ ôm lại như vậy nó đẹp hơn nè. Mà tại em mặc nhanh em chưa kéo hết khóa nè. Rồi 149.000 cho em ha. Em mang bao nhiêu tiền? Kim tuyến là 250 chị nha. Kim tuyến 250. Còn vest em mang mà đuôi cá xíp ly nè, 150 thôi, màu da. 149k màu em mang. 1409 nè. Có kèm cái túi thiệt luôn á. Một em túi thiệt phía trước cho mình. Độ dài váy thì vừa tầm ngang gối của em. Xếp ly toàn bộ trên váy từ trước ra sau luôn. 149.000 chút chị Nguyễn Thảo. À không vừa, trời ơi tiếc quá, eo của chị là 78 là mặc XL lần chị ơi, vậy không vừa rồi. Váy này của em eo 68 đổ về thôi cả nhà ơi. Váy em đang mặc nha, eo 68 đổ về cho em là vừa. Chị nào thích thì lên đơn giúp shop ha. 1409 nha cả nhà. 1409 nha em đang mặc đây. Chúc luôn với giá tiền 149.000 đồng nha. Rồi ok, chị Lan Ly gỡ đơn size M thì em có 149.000 size L cho chị. À, vậy em mang chất này là vải gì vậy shop? Dạ đây là cô tông lạnh chị. Em mặc là chất cô tông lạnh. Cái vải mà em hay mang vest á. Đây nè, mấy cái vest này nè. Đây là cùng chất liệu với em nè ha. Em có cho mình may vest với cái vest xòe cũng xinh lắm. Chút xíu có gì em mặc thêm. Còn em mặc đây là vest nhưng mà dạng suông xếp ly, 149.000. Em chào chị Nghi Lâm ạ, chào các chị mới vào nha. Chị Loan Phượng lấy một đầm em mang nè. Rồi, đẹp, các chị coi từng cái đường may nè. Ôn hồng, thấy form nhà em may không? Chất đẹp, form đầm may kỹ nha. Mặc 1-2 năm sau vẫn mới, vẫn đẹp như thế này. 149.000 đồng cho em thôi ạ. 1409 cộng số điện thoại 149k. Rồi mặc cho chị xem cái trắng hoa hồng đi em. Trắng hoa hồng, à sơ mi. Sơ mi này là hoa bên ngoài, mình nhìn nó sẽ là màu tím á chị. Sơ mi trắng hoa tím, tím hồng nha. Ok, đợi em xíu.
sau cái này em lên. Rồi, còn muốn coi màu nào phía sau em nữa không? Em giới thiệu cho mình nè. Phía sau em còn rất là nhiều mẫu đẹp ở nhà ơi. Đó, muốn coi mẫu nào thì cứ nhắn cho em nha. Còn em mặc đây là 1409. Thích cái nào phải nhắn em mới biết được, chứ rất là nhiều đầm đẹp, em không biết mình thích cái nào đâu. Đây, sơ mi trắng ạ. Sơ mi trắng mã đầm 1470. Sơ mi trắng mã đầm là 1470 nha, 259.000 đồng. Rồi, sơ mi trắng thì em sẽ có full size cho các chị mình luôn, 40-65 cân vừa. Mã này em về full size hàng có sẵn nha, chích von. Em này là dòng von hoa nổi của nhà em ha, vừa về của đợt này luôn. Chính này có về mấy cái von hoa nổi, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng lễ size. 1470 là em mang nè, 259. Rồi, còn 4 size luôn. 65 cân đổ về cho em vừa nha. Chị nào dưới 65 cân thì cứ chốt cho em ạ. 1470 là sơ mi von 259.000 đồng. Chích von mềm. Von nhà em các chị không phải lo, rất là đẹp luôn. Vải mềm, mát, ở trong đầm có lót nên không có lo mỏng ha. 1409 hết size L rồi chị Cuba ơi. Không còn size L, chỉ có M thôi chị. Chỉ có size M thôi, size L em hết từ lâu rồi. Hôm nay shop còn mỗi M thôi chị ơi. L thì em có vest khác được không? Nếu mà cùng màu da thì em có cái vest này được không? Này cũng dễ thương nè. Với em có cái vest này. Đâu rồi ta, vest này không biết còn size L không. Em có cái vest suông này nè, có phối cúc ngọc cho mình cũng xinh lắm. Để em xem thử nha, không biết còn không nữa. 65, 65 cũng còn mờ thôi chị ơi. Vậy là còn có mỗi cái vest da này là có size nè. Cái vest da chữ A xòe này thì có nè. Để sau cái trắng em mặc mình coi thử nha. Rồi 1470 là sơ mi cổ nâu của em nè. Nền trắng hoa tím. Hoa này các chị rồ vô nha. Nó sẽ có những cái mẫu hoa nó nổi phía trên, rồ vô là cảm nhận được luôn. Chiếc eo cao, form xòe che bụng tốt cho mình luôn. 1470, 259.000. Em còn 4 size cho các chị lựa chọn luôn ạ. 65 cân đổ về cho em vừa nha. Dưới 65 cân mặc vừa cho em mẫu này ha. Form dài phủ gối nè. Dáng đầm xè nhẹ nhàng phủ qua gối. Mẫu cao 1m60 các chị thấy không? Không có ngắn. Em này mặc là vừa mang, chị nào mang cũng hợp. Ở 1m65, 1m4, 1m5 gì mang nó cũng vừa hợp hết. Không có dài quá, cũng không có ngắn quá. Rồi chốt đơn còn 259.000 nha. 1470. Dạ không sale tại shop chị. Em này 450 tại shop em. Mua giá này tại shop là 450.000 đồng. Nhưng mà trên line này của em thì chỉ có 259 thôi. Chị khuyên lấy 1470 nè. Chị Hương Giang chốt một đầm 52 cân. Rồi ghim hạ giúp em ha. 1470. Em thấy có nhiều chị lên đâu nhưng mà chưa có đúng thông tin lắm. Có chị thiếu mã, có chị thiếu số điện thoại. Em này chích von nha, sơ mi von có túi. Đầm may 2 lớp kèm túi hai bên và khóa kẽ phía sau lưng. Sale trên line còn 259.000. 259.000 đồng cho em nha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là được ạ. Chị nào chưa có mẫu này cứ bình luận bên dưới để em tư vấn và chừa hàng chừa size cả nhà nha. Em mặc đây là 1470 nha cả nhà. Nhanh tay để em chừa hàng chừa size và giảm giá cho mình luôn. Chất liệu là vải von ha. Em mặc đây là vải von, von hoa nổi. Khóa được may sau lưng. Tất cả các đầm em mặc mà có khóa thì đều là khóa phía sau lưng như thế này hết. Giá trên line 259, giá tại shop 450. Chị nào mua trên line là luôn luôn có cái giá rẻ hơn nè. Rồi chuẩn bị em qua mẫu luôn. Sale trên line còn 259.000 nha cả nhà. Tiếp tục em chuyển cho mình xem một em váy nữa nha. Rồi em lên cái váy này đang sale nè. Đây cái váy này có cái sợi dây thắt nơ trên cổ áo rất là xinh. Cái kiểu nó nữ tính á. Nữ tính dễ thương mà nó cũng lẻ size mất tiêu rồi. Hôm nay là trừ những cái nào mới về full size thì còn lại hàng mà đã 1-2 tuần là đều lẻ size hết trơn luôn. Vậy em chào chị Ngọc Thúy ạ. 59 cân hả chị, có size vừa chị cứ đặt mã vô cho em nha. Ngay sau khi nhận được cái đơn hàng của mình thì chuyên viên nhà em sẽ liên lạc lại và chọn size. Cả nhà yên tâm là chọn size trước khi giao. Và giao tới nơi em cho mình xem hàng nữa nha, cho xem hàng trước thanh toán. Chị Phạm Hậu lấy một đầm kia mã giúp em nha. Tại vì không biết mình lấy cái đầm nào á. Rồi em này 119.000 thôi. 1387 có dây thắt nơ. 1387 váy lụa mềm. Có kèm dây thắt nơ, em xem 119 ạ. Mã số 1387. 119.000. Rồi chất lụa cho em ha. Sale trên line luôn 119.000 đồng.
vải mềm, mặt mát nhẹ tinh cho các chị mình luôn. Giá rẻ nha cả nhà ơi, chỉ sale trên line này thôi. Chị nào mua thì bình luận bên dưới giúp em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em tư vấn và trừ hàng trừ size giảm giá nha. Em này với chất liệu vải lụa mango, có size cho mình từ 40 cho tới là 50kg. Hôm nay shop chỉ còn một size cuối cùng. Hôm nay shop em chỉ còn một size cuối cùng là size M, 50kg độ về và eo dưới khoảng eo 68. Eo 68 độ lại cho em là được nha. Chị nào eo dưới 68 thì cứ bình luận cho em ở phía dưới ạ. 1387 nha. Còn mời chị Cu Ba ơi, cả nhà mình lưu ý mình nghe em giới thiệu nè. Mình nghe em giới thiệu để biết cái váy này nó còn size gì nữa nha. Chứ hôm nay mình đặt không có được chút đơn, tại đâu có còn hàng đâu. Bởi nhiều khi có mấy chị khách cứ hỏi em là ủa sao chị đặt mấy mẫu mà không thấy em chốt. Đến lúc kiểm tra ra toàn là hết size không à các chị. Còn mỗi mờ thôi 119.000, 119.000 đồng em còn size M, 50 cân đổ về cho em là vừa. Chị nào dưới 50 cân thì cứ chốt giúp em, dưới 50 cân mặc vừa nha. Sale luôn 119.000 nha cả nhà. Em mặc là có cái dây thắt nơ trên đây nè, mình thắt nơ hoặc là thắt một vòng thôi cũng đẹp, rất là dễ thương, hoa màu sắc nhẹ nhàng, dễ mang. Màu này cũng không có bị kén da đâu, màu nhẹ nhàng quá chừng luôn nè, nền đen dễ mặc ha, tôn da tôn dáng. Rồi chiếc eo xè che bụng, may kèm một bên túi nha. 1387 à, 370 sale 119 hôm nay thôi. Mua trẻ là 370, còn bây giờ đặt luôn thì chỉ có 119.000 đồng, chất lụa mango. Đây nãy chị nào hỏi em cái vest đó, thì em có cái này sẽ có size L cho mình ha. Nãy em thấy có chị khách hỏi cái vest kia mà không có size L. Đây nè, cái vest này nó mới có size L nè. Em này là 1467. Rồi, vest này của em, dáng của nó thì nó sẽ là form xè chữ A. Dáng vest xè chữ A với chất liệu là tuyết mưa nha. Đầm này em mang chất tuyết mưa, đẹp lắm. Vải nó dày dặn mà nó có cái độ co giãn á. Nó có cái độ co giãn nhẹ nhàng, mình mặc không có bị ôm bó sát hay là khó chịu gì hết trơn á. Rồi hôm nay em giảm nha, 299.000. 299.000 nha cả nhà, 1467 cho em. 1467, 299.000 đồng. Em còn hai size cuối nha, chị Ngọc Yến cho em số điện thoại ạ. Rồi 1467 mẫu mang còn size L và XL. Rồi vậy là 50 cho tới 60-62 nha, 60-62 cân tùy eo. 60-62 cân tùy eo mình có thể đặt được cho em luôn. 350 giảm giá còn 299. Hôm nay lẻ size thôi bớt thêm 50.000. Lẻ size giảm thêm 50.000 lấy 299.000 là này của em thôi. Em chào chị Nguyễn Ngọc nha. 60 cân được, 60 cân chốt liền cho em đi. Đây, eo cỡ 80 không? Đầm này em cỡ 80 mặc vừa cho em nha. Có kèm một cái túi nè. Cái chị thấy cái form mà A xòe như vậy á, xòe dạy A như vậy nè, nó giúp mình trông rất là gọn gàng không. Đó, form dài phụ bắp chân của em, tầm này mặc đi đâu cũng hợp. Sang, lịch sự, đẹp các chị ơi. Vừa thời trang mà vừa lịch sự nữa. Cổ vét cho mình và có phối kèm hàng cúc. Đến cái viên cúc em cũng lượng cúc đẹp cho các chị nữa nha. Đó, xịn sò không? Có kèm túi cho mình nè, có kèm một bên túi. Khóa kéo sau lưng của em ha. Nhanh tay để em tư vấn và trừ hàng nha cả nhà. Em mặc đây mã số là 1467 các chị nha, 1467 ạ. Chị nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới giúp shop nha. Nhanh tay em trừ hàng trừ size và giảm giá nè. 1467 chốt đơn còn 299.000 đồng thôi. Đồng này hơn 40 tuổi thôi chị Ngọc Yến. Trời mơ tư, shop em đồ trung niên mà. Bên em thời trang trung niên. Mà cái mẫu này của em mình coi nè. Thứ nhất là cái màu của nó không có quá tươi. Cái màu này màu da. Màu da thì là thứ nhất không có bị kén da rồi ha. Tông màu này nhẹ nhàng, da trắng, da ngâm là mặc được. Và thứ hai là không có kén tuổi. Trẻ hay là trung niên gì các chị mặc đều được cho em. Đó, mình thích như thế nào thôi. Ví dụ chị thích mặc cái kiểu mà nó nhẹ nhàng, nhã nhặn thôi thì đây. Còn chị thích mà nó tươi hơn, trẻ hơn em cũng có nữa nha, nhiều kiểu cho mình lựa chọn lắm. Vest em mới về cái này cũng đang sale nè. Đây, em mới về cái caro xanh bơ này rất là trẻ trung cho mình. Nếu thích trẻ trung thì lấy cái xanh bơ này cho em nữa. Còn em mặc là màu da. Màu này thì khỏi sợ các chị ơi, ai mang cũng được. Chị nào mang vô cũng hợp, đi đâu cũng hợp cho em hết trơn. Cái tay đẹp nè. Cái tay xếp ly, các chị thấy cái phần tay áo không? Đó, cái tay xếp ly. À, chị hỏi cái 87 á chị Ngọc Yến. Cái 87 em lẻ size mất tiêu rồi đó nha. Nó chỉ còn mờ thôi đó. Màu đó thì cũng nhẹ nhàng, đâu có tươi đâu.
Màu này không có tươi, em có màu tươi hơn nữa. Em có những cái hoa màu nó sáng hơn nữa cơ. Còn em này vẫn nhẹ nhàng, chị thích mặc nhẹ nhàng hay sao? Chị thích nhẹ nhàng, nhã nhặn, lấy cái này cho em được ha, màu đen hoa mặc được. Bên em là thời trang trung niên nha cả nhà. Vô shop em rồi thì tất cả các mẫu đều là mặc được hết. Quan trọng là có chị thích tươi, có chị thích màu tối thôi. Đó, có chị thích mặc ôm, thích mặc xòe gì đó, tùy gu mỗi khách, em về nhiều kiểu cho mình lựa. Chị Hằng Trần lấy mẫu 1467 rồi, vest của em màu da 299 ngàn, em còn hai size cuối là L và XL, từ 50 cho tới là 60, 62 cân. Form xòe chữ A mặc lên rất là gọn dáng luôn á. Chị nào mà thích gọn dáng thì cứ chọn cái này cho em, bảo đảm mặc vào gọn liền. Mặc vô là gọn liền ha. Chị nào có bụng là em này nó cũng che bụng cho mình nha. 299 thôi. Dạ chào chị Thảo ạ, 299 ngàn mẫu của em. Size XL mẫu này 62 cân cũng được, tại cái vải tuyết mưa nó có co giãn nhẹ chị. Cái vest này là chất tuyết mưa nó có co giãn nhẹ nên là mình mặc 62, 60, 62 cân đùng cũng được nha. Rồi tiếp theo em qua mẫu nè. Đây, còn nếu mà thích gu nhẹ nhàng thì đây, em có cái màu này rất là hợp với cái chị trung niên nè. Mình thích đầm hoa mà thích nhẹ nhàng thì lấy cái hoa màu nâu này cho em. Cũng 119 ngàn giống cái 87 luôn, nhưng mà khác kiểu. Em này chất lụa. Em này là 1337. Rồi, 119 luôn các chị. Chốt liền nha, chốt cái váy này cho em liền, 119 ngàn thôi. Đầm em mặc 1337, cũng 119 à, kiểu khác hoa khác. 1337 size dưới 55 cân, 119 ngàn, còn hai size ML. Còn hai size là M với L nha. Rồi chị nào dưới 55 cân chốt đã số này giúp em. 1337 còn hai size cuối nha cả nhà, L74. L74 đổ về cho em là được nha, chốt đơn còn 119 ngàn. Cũng ôm eo xòe che bụng. Tất cả các váy xòe nhà em với chị thấy là đều eo cao, đều may eo cao ở trên, lúc nào nó cũng có cái tạo cho mình được cái cảm giác người mình nó gọn gàng hơn hết trơn á. 2X hả chị? Hết rồi, không còn 2X chị ơi, em mặc M với L thôi. 37 chỉ còn hai size ML chị Thu Thảo ơi, em này không còn 2X chị nha, rất là tiếc. Hiện tại váy em mang chỉ còn M và L thôi cả nhà. Lẽ sai rồi, em đâu có may thêm đâu. Hết rồi, không may thêm nữa. Giờ em còn M với L cho mẫu này dưới 55 cân. Còn nếu mà hoa mà size to để em lên cái khác. Hoa mà size to thì em có sơ mi được không? Sơ mi cái màu này cũng nhẹ nhàng nè. Nè cái màu này cũng nhẹ nhàng, ai gu nhẹ nhàng em giới thiệu gu nhẹ nhàng trước. Còn thích nổi hơn em vẫn có màu vàng, hoa vàng, hoa cam. Đó, còn em này thì cũng nhẹ nhàng luôn ha. Màu nâu này rất là hợp nè. Chị nào không thích tươi quá thì chọn cái màu nâu này cho em. Nền đen gọn dáng nha, size 119 ạ. 1337 dưới 55 cân, L74 đổ về cho em là đẹp luôn. Chốt đơn 119 ngàn đồng. Dáng đầm xòe nhẹ, phủ gối. Mẫu cao 1m60 là phủ gối nha, không có ngắn. Đó, có túi nữa nha, có kèm hai cái túi hai bên nữa nè. Xe 119 ngàn cho em mẫu này, 1337 chị Linh Lý có đơn luôn. Co giãn ở chị Nguyễn La không chị, lụa mà. Lụa mango không co giãn chị ơi, size chuẩn giúp em, L74 đổ về. Còn mình thích co giãn á, nè, em có mấy cái chất như vậy nè. Đây là chất nhung nè. Đây, co giãn thì em sẽ có những cái chất khác như là nhung, lycon, poly. Đó là những cái chất co giãn. Còn em mặc mà thấy lụa, thấy von là các chị cứ mua size chuẩn cho em. Trừ khi nào là em may cái form suông rộng nha thì nó khác, chứ còn mà cứ nghe em von với lụa thì cứ size chuẩn mình đặt trước cái đã. Dạ chào chị Thanh Trà luôn ạ. Mẫu đang mặc là 1337 nha. Thôi em mặc thử cái nhung này cho mình coi ha. Cái nhung này cũng lẻ size rồi. Nhung này co giãn nhưng mà lẽ sai mất tiêu rồi. Nay cũng không có còn đủ sai nữa. Váy em mặc 55 cân đổ về nha. Chốt đơn 119 ngàn cho em ạ. Dưới 55 cân. Rồi đầm nhung này hôm nay cũng sale nè. Váy nhung này em cũng còn hai size thôi. Chị nào mà thích mặc vải mà nó có co giãn á, này mình chọn nhung cho em trước đi. Hôm nay em bị lẽ sai nhiều mấy cái co giãn rồi. Hôm trước mình mua sớm là có được mấy mẫu nữa đó, mà hôm nay nó lẽ sai mất tiêu rồi. Đây, váy nhung của em ha. Nói về nhung thì mặc mát và co giãn cao chứ không có nóng nha. Nhung này nhung lạnh, mặc quanh năm cho em luôn, 4 mùa quanh năm đều được luôn. Đây, 1399. Nhung em mặc là 1399 nha. Em còn cho mình là size M với L. Nhưng mà cộng thêm co giãn, mỗi size tăng thêm được 5-7kg luôn á. Tăng được 5-7kg luôn á các chị coi. Test độ co giãn. Test độ co giãn các chị coi, em kéo ra nè. Đây là size M nha, dư cả một khúc luôn. Size M mà em mặc nó dư cả một khúc luôn, cái gì đấy không? Co giãn rất là tốt.
Rồi hôm nay em chốt cho mình mẫu này bao nhiêu tiền thầy? 179.000. 179.000 đồng cho em cái váy này luôn, 1399. 37 size L cho chị Phạm Thanh nè. Rồi, nhung là 1399 nha. 179.000 đồng. Chị nào thích co giãn thì tham khảo cái này ha. Nhung lạnh mặt mát, co giãn cao. Size M là đã 50 55 cân vừa rồi. 50 55 57 cân cũng được luôn. Đó, nó co giãn tốt như vậy. Chị nào 50 cân mặc size M là rộng như em nha. Đó, ví dụ như 50 cân là mấy cái khác mình mặc size M nó vừa nhưng mà cái này nó rộng á, cái này mặc vẫn rộng. 55, 57 cân vẫn vừa mờ luôn mà. Cho nên là 50 hay là 4 mấy mặt là rộng liền. Thì chịu khó về nhà sửa lại giúp em, hoặc là đeo thắt lưng vô. Hôm nay thì shop có về thêm mấy sợi thắt lưng mới dễ thương lắm. Thắt lưng chiếc lá, thắt lưng hình xoắn nè, thắt lưng hồ ly nè. Với mới về thêm cái cọng thắt lưng này rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái cọng này nó chỉ có 79.000, à 89.000 thôi các chị nha. Cái này thì phối vô là không thấy, để chút em mặc cái khác phối vô nó dễ thấy hơn ha. Rồi em mặc đây mã hàng là 13 1399 nha, 1399 cộng số điện thoại. 179.000 nha cả nhà ơi, 179.000 đồng. Chị nào chưa có mình đặt hàng giúp shop nha. Em mang là đầm nhung lạnh, hoa văn nó có cái độ ống nhẹ cho mình nữa. Co giãn thì khỏi nói luôn, co giãn thì tốt cực kỳ. Một size đầm này là bằng thứ hai size đầm khác. Là các chị biết cái độ co giãn nó cỡ nào rồi á. Chị Kim Trúc lấy 1399 nè. Rồi chúc cho chị mẫu này gia đình chị cũng nha em. Dạ ok chị Thảo Vy nha. Rồi 1399 là váy nhung của em ha. Cũng dài phủ gối nè, may kèm hai túi ha. Cộng thêm co giãn thì 60-62 cân vừa. Size M tới 55-57 cân và size L thì khoảng 60-62 cân vẫn mặc được cho em. Chốt trên like là 179.000 nha cả nhà, 179.000 đồng. Mặc siêu mát, thoải mái, không có nóng nha. Chị nào sợ nóng là không có nóng. Mặc một lần là cái chị thích liền, chất mát rượi cho em luôn. Mã hàng là 1399 ạ. Chuẩn bị em qua mẫu nè. 1399, 179.000 đồng. Rồi đầm sọc sau em kiểu gì vậy? Đầm sọc sau em kiểu vest gì? Sọc này đúng không? Cái này là vest suông chị, vest suông tặng kèm dây eo da. Đây, cái sọc này là vest chị nha, hay giỏi sọc nào? Sọc này là vest nha chị, tặng kèm dây thắt eo đúng không? Nếu đúng thì chị ok giúp em đi rồi em giới thiệu. Tại vì em đang định mặc cái này, em đang định mặc cái sơ mi hoa. Thế có mấy chị khác hỏi hoa mà size 2X á, thì để em giới thiệu cái hoa này. Màu nó cũng nhẹ nhàng luôn. Này, lên tiếp một em đầu hoa nha, kiểu sơ mi. Thường mà có cổ thì mình mà vừa mặc đi chơi, đi làm, đi đâu cũng hợp nha. Dịp nào mang cũng hợp. Rồi, trên like của em giảm giá nha, 299.000. Sắp tới cũng có về thêm váy hoa nữa đó. Nếu mà hoa đợt này mình mua hết rồi, thì mình đổi em mấy ngày nữa nha. Mấy ngày nữa em về thêm đầm mới cho mình. Đây, sơ mi hoa xanh. Em này lẻ size rồi. Lẻ size rồi, các chị ơi, hết một size rồi, còn có 3 size thôi. 1486 là mẫu váy của em. Rồi, đầm này em chỉ còn cho mình là size L, XL, 2X. Em chỉ còn 3 size cuối cùng cho các chị mình thôi. Nó sẽ rơi vào tầm 50 cho tới là 65 cân. 50 cho tới là 65 cân vừa nha cả nhà. Lẻ size rồi nha. Lẽ sai rồi nha cả nhà ơi, 50-65 cân chốt hàng cho em nè. Cổ sơ mi, tay lỡ, ôm eo váy xè. Đây, em cao mét 60, phong xè luôn. Dễ thương ha, những cái váy xè như vậy không có lo lộ dáng nha. Đầm vàng hả chị, đầm vàng cũng là sơ mi luôn. Đầm vàng cũng sơ mi nhưng mà sơ mi suông. Như em mặc á là có chiếc eo. Em mặc cái sơ mi hoa này ha, là nó có chiếc eo xòe cho mình. Còn riêng cái vàng nha, cái vàng là suông. Nè, nó suông rồi đi xuống dưới nè. Nó không có đường chiếc eo. Và em sẽ có may kèm dây, tặng kèm và có may kèm dây thắt eo. Đó, mình bận được hai kiểu, thích ôm eo hay thích suông gì đó là tùy ý khách thôi. Màu vàng là sơ mi suông chị nha. Đợi em sau cái này em mặc cho chị coi luôn. Đợi em xíu nha. Rồi, còn bây giờ mẫu mặt đây là 1486 ạ. Sơ mi lụa nha các chị, lụa mango nhà em thì cứ gọi là bền màu bền chất luôn. Bây giờ mua mặc 2-3 năm sau nó vẫn mới vẫn đẹp như thế này, bảo đảm. Có kèm túi, dài phủ gối, em cao mét 60 phong phủ gối ạ. 50-65 cân là vừa cho em, có bụng là che bụng tốt nha. Với cái phong xè nhẹ nhàng như vậy, che khéo được phần bụng dưới rất là hay. Cổ sơ mi cao, chị em nào đang con like lâu lâu mình chấm bài cho em nha. Chị Bích Đào lấy 1486 nè. Thấy chị không? Em thấy chị Phương Thảo ạ. Thấy à, chị yêu nào thấy em thấy like của em mình chấm bài cho em nha. Rồi 299.000 đồng, em còn 3 size cuối cùng.
Em còn 3 size cuối cùng cho mình là 50 cho tới là 65 cân. Chị nào 50 tới 65 cứ chốt cho em. Hoa màu xanh, màu này nhẹ nhàng lắm. Màu này trẻ mặc được mà trung niên mặc cũng được. Không có bị kén da hay là kén tuổi. Và có mua làm quà tặng thì bảo đảm luôn là cái màu này chị nào nhận cũng thích hết. Không có sợ là không biết người nhận là thích kiểu nào á. Thì mấy cái tông nhẹ nhàng như vậy là ai mang cũng hợp nha. 299.000 cho em thôi ạ. 3 size cuối nha cả nhà. 3 size cuối. XL 2X cho em 450, sale còn 299. Cái vàng thì em đang giảm giá rẻ hơn. Cái vàng là nó nằm ở trong cái top sale của em ngày hôm nay, chỉ có 199.000 thôi. Sơ mi vàng phong xuân có kèm dây eo ha. Em chào chị ạ, chị Ngọc Đức ạ, chào các chị mới vào nha. Rồi chị Trúc Thanh lấy một đầm hoa sơ mi, ghi mã giúp em là 1486 nha. Em thấy có nhiều chị lên đơn mà thiếu thông tin quá à. Là không có chốt được á cả nhà ơi. Phải có mã số giúp em với. Rồi đây sơ mi suông nè. Em mặc vô trước cái chị con nó suông đọc như vậy ha. Không sao các chị ơi, thích mặc suông để nguyên cũng đẹp. Mà thích ôm thì cột lại. Đó, cột lại như vậy cho em nè. Màu này lên đúng trẻ trung luôn. Tông màu tươi tắn. Cái tông màu tươi tắn như vậy cái chị yêu mặc vào hả? Nhìn nó trẻ trung mà nó trắng da nữa. Rồi mã này của em là 1458 sơ mi vàng. Sơ mi vàng nha, 1458 có kết hợp bi trắng nè. Đó, kết hợp bi trắng ở trên đầm, nhìn cái màu nó dịu đi ha. Trẻ mặc được, trung niên mặc được nha. 199.000 cho em ạ. Mã này là 1458. Rồi chất liệu là vải châu tôn. Em này cũng may một lớp. Sơ mi vàng của em cũng may một lớp, không có mỏng đâu. Không có bị kiểu như cái vải của nó cũng đã có cái độ dày dặn nhất định đó cả nhà. Không có bị xuyên thấu á. Nên là không có cần lót, giống như lụa nè, lụa cũng không cần lót luôn. Có von. Có von với chiếc phông thì em sẽ may hai lớp cho mình ha. 1458 chị, màu vàng em mang. Màu vàng em mang, chị cao 1m55 có bị ngắn không? Không chị nha, đây chị coi giúp em form đồng. Đây. Em cao 1m60 nè chị, là nó phủ qua gối rồi. 1m55 chị mặc cũng xem như em cũng vẫn qua gối. Cũng vẫn qua gối như thế này chị ơi, tầm này là dễ mang nè. Cỡ này là đi đâu cũng sang, cũng lịch sự nè. Màu sắc trẻ trung ha, mặc lên trẻ đâu mấy tuổi. Khách em khen cái màu này nhiều lắm. Mặc vô đi chơi á, bạn bè nói trời sao nay nhìn trẻ trung quá. Đó, thích lắm. Chị nào thích trẻ trung trắng da thì cứ chọn màu này cho em. Cái màu không thể nào bỏ qua trong cái mùa hè này. 1458 cho em ạ. Hàng sale trên like không áp dụng bên ngoài nha. Cũng là em này nhưng mà tại shop là 450. Cũng là nó nhưng mà tại shop 450. Bây giờ cũng nó mà trên like 199.000, cái chị chọn giá nào? Em là em chọn mua giá này liền. Đọc em là em chọn mua trên like liền. Rẻ hơn quá trời. 450 giảm còn có 199.000, rẻ hơn quá trời luôn á. Đơn 600 em miễn ship chị. Nếu mà muốn miễn ship thì mình có thể gộp đơn cho em, mua 2, 3, 4 đồng gì đó cộng vô. Hóa đơn 600.000 bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho mình luôn ha. 40 tới 65 cân vừa. Đầm em mặc có full size, hàng có sẵn luôn ạ. Từ 40 tới 65 cân là mặc vừa cho em. Chị khách nào ưng thì đặt ngay để em tư vấn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn nè. Đây là 1458 cả nhà nha. Em đang mặc đây là 1458. Với chất liệu là vải lụa mango nha. À, với chất liệu là vải châu tôn nha cả nhà. Chất liệu vải châu tôn, chị khuyên vỏ lấy 1458. Thử luôn cái sọc hả chị? À cái sọc, vậy là đúng cái này là đúng không? Tại nãy có chị khách hỏi, mà em không biết phải cái sọc này không? Em có cái sơ mi sọc nữa nè. Sơ mi suông sọc trắng đen cũng đẹp nè. Với em có cái mắc xích. Có cái sơ mi mắc xích cũng đẹp. Đâu rồi? Sơ mi đây, sơ mi mắc xích nè. Chuyến này có về mấy cái sọc á. Sọc nào cũng thấy lạ hết trơn á. Rồi em sẽ trưng nó ở đây. Rồi bây giờ em qua mẫu nha. Lên cái này cái vest. Này là vest không phải sơ mi nha. Sọc nâu trắng này nè, là cổ vét nha cả nhà, tặng kèm dây eo. Rẻ ha, tính ra mua cái vét này về nhà tháo dây ra vẫn lời chán luôn các chị ơi. Cả đầm cỡ vét cho em 1408 nè. Vét sọc, em này cũng may suông. Sọc nâu này cũng là vét suông nha. Và cũng có dây eo nhưng mà dây rồi. Dây rồi chứ không có giống cái dây em mặc là cái vàng. Đây, 1408 cho em ạ. Mẫu này hôm nay 199.000. Không biết các chị thấy tinh thông nha. Chứ em hả, em thấy là giá này là không thể nào rẻ hơn được luôn á. Chỉ với 199.000 đồng
mà mua được một cái vest, mua luôn được cái sợi dây eo, tặng kèm dây eo luôn, trả đồng cả dây eo mà 199.000 đó cả nhà. Còn có 3 size thôi chị Sophia ơi. Mẫu vest sọc của em chỉ còn 3 size cuối cùng. Em này còn 3 size cuối cùng là size L, XL và 2X thì nó là bông suông nha. Em mặc vô nó suông như thế này nè. Còn thích mặc ôm á là phải gộp cái này lại. Muốn mặc ôm eo thì mình thắt cái sợi dây này vô cho em. Ôi trời trời đây. Đây. Thắt nơ hoặc là mình đeo một vòng hai vòng gì đó tùy ý nha. Em thắt nhanh cho mình coi thôi. Đó cái gì đấy không? Là nó gọn dáng liền nè. Thắt sợi dây eo vô là nó ra cái dáng đầm vest ôm nhẹ liền luôn. 199.000 thôi. 1408 ạ, còn 3 size cuối cùng. Đồng này của em chỉ những chị nào lên đơn trên like thì mới được tặng quà với giảm giá nha. Còn mà tại shop vẫn 450 ha. Tại shop em tặng kèm dây eo nhưng mà váy là 450. Trên like em xe 199.000 nha. Chất liệu Kara sọc nha cả nhà. 1408. 1408 cộng số điện thoại cho em xe 199.000 đồng. Xe 199.000 đồng nha cả nhà ơi, chốt nhanh trên like giúp em nha. Còn 3 size cuối cùng. 50 cho tới là 65 cân ạ. 50 tới 65. L, XL, 2X, 3 size. Hàng may sẵn chị, em đặt là hàng may sẵn hết. Tất cả các bộ em mặc trong line này em đã có sẵn tại shop em, tại kho em rồi. Mình đặt trên line, em ship đến tận nhà cho kiểm tra. Còn mình có thể qua trực tiếp cửa hàng em mua nữa, nhưng mà giá nó cao hơn. Ví dụ như vest này nè, qua shop em mua 450. Đó, bây giờ ở nhà coi lại đặt hàng cũng nó luôn mà có 199.000 đồng. Cho dù cộng thêm tiền ship vẫn rẻ hơn nhiều cái chị. Ship thành phố có 20 thôi. Bên shop đã có hỗ trợ phí ship cho khách rồi. Thành phố ship 20, ship tỉnh là 30.000. Chị Ngọc Liên 08XL. Rồi 1408 cho chị Lan Thư nè. Chị Hạnh Phạm lấy một đầm 60 cân sọc nâu. Ghi mã giúp em chị nha. Đây là 1408 ạ. Mình lận mã số nha. Đợi chút nữa bên em gọi chút đơn á. Mình không có mã cái chút xíu cái không nhớ mã nào là cũng không có chút đơn được luôn. Cái mình phải coi lại like cái mất thời gian hơn không. Bây giờ mình không nhớ cái mã nào hay mình đang thích luôn á, mình đặt liền. Hay mình có hỏi em thì mình hỏi trên like luôn, em còn trả lời. Chứ còn mà em like xong á, có nhiều chị khách là coi lại những cái like cũ xong rồi cái bình luận không có thấy em trả lời ấy cả nhà. Cái nói em là shop này hả, anh hỏi mà có thấy trả lời đâu rồi. Like xong rồi có chị bình luận em không có thấy đâu. Cái chị lưu ý là bình luận em đang like trực tiếp mà. Nếu mà các chị bình luận trong những cái like mà đã phát trực tiếp rồi á thì sẽ có chuyên viên nhà em trả lời, chứ em thì không có thấy nha. Em chỉ trả lời được những cái comment trực tiếp bây giờ thôi. Em chào chị Hồng Nhung hả. Váy này của em là 1408 nha, sale 199.000. Duy nhất trên line này em giảm giá nè, 450 sale còn 199.000. Sọc nâu nha, chất cha ra sọc đứng form đẹp nhưng vải vẫn mềm vẫn nhẹ. Tặng kèm dây eo, một đầm một dây eo mà chỉ có 199. Thì giá này không ở đâu có thứ hai thì bảo đảm cái chị luôn nè, dây rồi nè. Đó dây rồi các chị có thể kết hợp với đầm khác vẫn được ha, vẫn còn lời. Em chào chị Khánh Vy nha. Rồi 1408 ạ. Chị Thanh Thanh chúc 1408 nè, còn chị nào không? Em qua mẫu nha. À, vest suông, vest suông, à có túi nha. Đây, có kèm một túi nha. Vest suông có kèm túi. Khóa kéo nằm sau lưng của em nè. Chút đơn còn 199.000 nha cả nhà. Size từ 50 cho tới là 65 cân nha. Chị nào 50 tới 65 cân thì cứ chốt hàng ở bên dưới giúp shop ạ. 1408 cộng số điện thoại cho em. Rồi, bây giờ em lên đầm sale tiếp nè. Đây, nhắc tới đầm sale thì em này cũng đang giảm rất là rẻ. 119.000 đồng. Hoa hồng đỏ cả nhà nhớ không? Hoa hồng đỏ 1340, hôm nay còn size M. Eo dưới 70 mặc vừa cho em nha, chỉ có 119 thôi. Đồng trung niên hàng shop mà có 119.000. Đây các chị ơi chia sẻ liền, đặt trên like là giá rẻ hơn tại shop rất nhiều. Em đang bán mẫu này tại cửa hàng bèo cũng phải là 370 tại cửa hàng em đang bán. Mà bây giờ ha, chỉ còn 119.000, mình bình luận ngay cho em ở trong like là có cái đầm này luôn rồi. Chia sẻ 3 lần nữa. Chia sẻ cho em 3 lần nha. 119.000 váy đang mang nè. 1340 nha. 1340. Rồi chất liệu là vải lụa. Em này cũng là chất lụa mềm luôn. Chốt trên like 119.000 cả nhà ơi. 1340. 119.000 đồng. Em còn mỗi mờ thôi nha. Rồi em chỉ còn mỗi mờ thôi nha cả nhà ơi. Tranh thủ lên đơn sớm để em tư vấn nè.
chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Đầm chiếc eo vẫy xề nhẹ nhàng che được phần bụng dưới nè. Chị yêu nào có bụng là không sợ lộ bụng nha. Ai có bụng là không có lo lộ bụng luôn các chị. Tại vì em may eo cao ở trên, nó xề các chị coi em đứng nghiêng nè. Đó, nó xè như thế này rồi là che được cái phần bụng dưới rồi. Chị Selina Thùy bao nhiêu tiền váy hoa đỏ 119.000 cho em? 119 hả? Rồi mẫu này có khóa không sót? Có chị, khóa sau lưng, khóa kéo nằm sau lưng của em nha. Form xè nhẹ nhàng dài phủ gối. Mẫu cao 1m60 là form đầm phủ qua gối của em, không sợ bị ngắn. Kể cả đi chơi đi làm gì cũng được. Hoa màu đỏ nền màu đen ạ. Trên like em giảm 119, còn tại shop bán là 370 nha. Chị nào ưng thì bình luận ngay bên dưới để shop chừa hàng nè. 1340 119 ngàn. 1340 đây em ghim giá. Chị Tuyết Lê 5858 là cái màu vàng ha. Rồi em mặc là 1340 nha. 1340 là nền đen hoa đỏ, chất lụa, hàng may sẵn nha cả nhà. Em giới thiệu mẫu nào trên like là đã có sẵn tại shop nhà em rồi. Mình mua trên like thì được giá rẻ hơn. Thay vì mua tại shop 300 mấy đi thì trên like có 119 ngàn. Em chỉ lấy có 3 lần chia sẻ like thôi chứ đâu có yêu cầu nhiều đâu. Không có gì khó trơn á. Đặt mã thôi cho em 1340 nè, cộng số điện thoại vô, xong, dễ không? 119 có đơn. Chị Quỳnh Lương lấy mã 1340 nè. Rồi, em mang còn không? Dạ còn mờ, chị còn mỗi mờ thôi. Vậy em mang chỉ còn mỗi mờ chị nha. Xe luôn còn à. Xe luôn còn à, 119. Xe luôn còn 119.000 đồng cho các chị luôn nè. Tranh thủ lên đơn sớm em chưa hàng luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được. Cố gắng đặt hàng nhanh tay để shop tư vấn nha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chúc chị Hồng Nhung 1340 nè. Rồi còn size M nha. Dưới 50 cân mặc vừa cho em các chị yêu nha. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size giảm giá luôn ạ. Để em coi còn mấy cái đây. Còn có... trời ơi, có mấy chục cái à. Còn mấy chục cái cuối nha. Sale lấy tương tác luôn chứ không có lấy lời giờ này luôn á. Giờ này váy là không có lời lỗ. Nhưng các chị ơi, có 119 ngàn lời chỗ nào đây? 119 ngàn. Chia sẻ cho em 3 lần có đơn nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu à. Váy này váy lụa chị. Em mặc là lụa mango. Lụa mango sale giá 119. Đây em mới về cho mình cái mẫu này. Em mới về cái suông hoa to này nổi nè. Đi tiệc hoặc là du lịch này kia. Mặc rất là xinh. Rồi em giới thiệu cho mình cái váy suông mới nha. Đây là 1431 đầm von hàn, form suông với chất liệu là von hàn. Mà cái to, hoa to các chị thấy nó đặc biệt không? Đó giờ em về hoa nhiều nhưng mà hoa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi đúng không? Này về cái hoa to luôn, hoa to nổi bật luôn. 1431 cho em. Với chất von này thì các chị mặc rất là mát. Ở trong đầm thì có may lót nên là không có mỏng. Nếu mà sợ mỏng thì không mỏng nha các chị, trong đầm có kèm lót rồi. Đây cái vòng suông rộng như thế này trước. Còn muốn ôm eo thì chỉ cần thắt nhẹ sợi dây nơ vô thôi. Em có may kèm dây. Vòng suông có kèm dây nha. 1431 cho em. Chờ chị Vi Đoàn luôn ạ. Chị 51 cân mình váy này mình mặc thích ôm eo thì chị lấy size M cũng được. Còn chị thích mặc cho nó rộng rãi như thế này thì chị cứ lấy size L cho em. Đó, nó có cái sợi dây nè. Cột lại cho em là xong. Ha, đang suông rộng cột lại như vậy là ra ôm eo liền, dễ thương không? 249 ạ. Von nha. 249.000 đồng. Đây là 1431. Rồi, 249.000 đồng cho em nha cả nhà ơi, tranh thủ đặt sớm để em tư vấn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nè. Váy suông nha, suông chữ A và có kèm dây eo. Dài chứ không có ngắn đâu, em này là cũng tương đối luôn á, phủ bắp chân em luôn rồi. Tầm này là mặc đi đâu cũng được hết trơn á, không có hở chút xíu nào. Trong đầm thì có may kèm lót nữa. Cổ tròn, tay ngắn, hoa to và trên hoa có viền kim tuyến tăng sự lấp lánh hơn. Em chào chị Tina Nguyễn ạ. Chị cao 1m57 thì mặc dài tới đâu cũng xem em cao có 1m6 à. Em cao 1m6 chị ơi, chị mặc xem như em nè, nó cũng tới bắp chân á chị, không có ngắn đâu. Đầm này đi đâu cũng được. Có mấy chị còn hỏi em lên like được không? Được luôn nha. Ví dụ không thích nó dài ha, này lên like. Không thích dài quá thì lên like cho em một chút vẫn được, không mất phong đồng nha. 1431 cho em ạ. 249.000 đồng. Chất liệu là von hàn, may kèm hai túi và khóa kéo nằm sau lưng. Mẫu đang mang bao nhiêu tiền và mẫu đang mang 250 ạ. 249.000 cả nhà nha. Có size cho mình từ 40 cho tới là
65kg. 40-65kg mặc vừa cho em nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng. Chuyên viên nhà em sẽ liên lạc và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Đây là 13 1431 nha. Mẫu đang mang là 1431 nha cả nhà. Chị chốt trên like nha. Chị nào ưng thì bình luận ngay để em tư vấn nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em ha. Chốt trên like này, không áp dụng bên ngoài nha các chị. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size giảm giá luôn. Hàng có sẵn đặt em giao liền. Hóa đơn 600.000 em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị luôn. Chị nào mà mua đơn mà hôm nay 600.000 là không lo tiền ship luôn. Ráng gộp đơn, ví dụ mình mua có một cái ha, mình rủ bạn bè người thân mua, hai chị ba chị mua chung, không lẽ không được 600 đúng không? Tại đồng cứ trong mấy 200 mua ba cái là cũng 600 đó. Xong cái em miễn ship, giao đến nơi em cho coi hàng nữa nha, giao hàng đến cho xem hàng luôn ạ. À, cái váy kẻ hả chị, váy kẻ hả, cái vest hay là sao chị? Em có mấy cái váy kẻ lận, có mấy cái sơ mi này em chưa có màng. Cái kẻ này hay sao, kẻ sọc này hay sao chị ơi, hay là mẫu nào? Kẻ sọc này hay sao chị Đặng Nguyên ơi? Tại em còn mấy cái kẻ em treo cùng chỗ nè. Không biết chị hỏi cái kẻ nào ha. Em mặc là hoa to nha. 1431 là hoa to. Chốt hôm nay là 249.000 nha cả nhà. Đầm em có size cho mình từ 40 cho tới là 65 cân. Chị nào thích thì cứ bình luận em tư vấn. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm một em đầm nữa. Nếu mà các chị thích váy mà sọc á, em có cái này sale 150 em lên luôn ha. Còn có mấy cái à, đây sale cho nó hết luôn, để em bỏ cái mẫu này luôn nè, em không có may thêm nữa. Mẫu này là bán hết ngưng nha, lần sau về kiểu khác. Đây xuông, cũng là xuông nhưng mà sọc dọc. Sọc dọc von dáng đầm xuông cùng chất liệu là von ha. Mã em mặc đây là 1419 ạ. À, em mặc là 1419 cả nhà nha. Rồi 1419 139.000 chứ. 139.000 đồng luôn. Em này chích von, trong đầm cũng có kèm lót không sợ mỏng. Họa tiết sọc như vậy mặc nó không có kén á cả nhà. Mình trung niên hay là trẻ gì mặc vẫn được cho em ha. Rồi kèm dây eo. Có thể mặc suông rộng như vậy hoặc ôm eo tùy ý nha. Em chào chị Châu Cao ạ, chào các chị mới vào luôn. Chị Trinh Phạm, chị 63 cân hả chị, 2X đi. 63 cân chút 2X giúp em nha. Rồi có kèm dây eo nè. Thắt trước hoặc thắt sau cũng được, thắt trước cũng được, thắt sau cũng được luôn. Như em thì em sẽ để thắt phía sau trước nha. Đâu hồi em đổi lại em thắt phía trước mình coi. Đó, thắt phía sau cũng đẹp, với chị thấy không? Lên là nếu thích ôm dáng thì cột lại cho em nè. Rồi, form dài tới qua gối của em luôn ha. Có túi rồi nè, xinh chưa? Những cái kiểu đơn giản như thế này, các chị mặc hàng ngày đi chơi, dạo phố. Đơn giản là mặc ở nhà thôi, nó cũng đẹp, cũng mát nữa. Dạ chào chị Mai Trang ạ. À, 1419 là em mặc chị, 139.000 là cái váy sọc này nha. 139.000 mẫu em mang, 1419 vải von. Một em đồng von Hàn cũng mát rượi cho mình luôn. Kiểu đơn giản lắm, cổ tim dáng suông, đồ tay ngắn, có dây eo. Đó vậy thôi, dễ thương lắm các chị. Mặc mấy cái kiểu đơn giản gì không có sợ nó qua đợt, qua thời gì hết trơn á. 139 thôi. 139.000 đồng cho em. Em đọc cái số lượng luôn nha, ít lắm cái chị ơi. Mỗi size em chỉ còn có 3 cái, 7 cái thôi hả. Size nào cũng chỉ có 3 cái, 7 cái đó các chị ơi. Tranh thủ đặt sớm. Riêng size L là còn nhiều nhất là còn 20 cái á. 139.000 nha. 139.000 đồng bộ váy này. 1419 cộng số điện thoại. Chị nào chưa có lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng luôn hả. Chia sẻ cho em 3 lần nha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là được nha. Hello chị Ngọc Phước ạ, chào các chị mới vào. Rồi eo chị 81 size nào em? Dạ 2X ạ. Eo 81 mặc 2X là quá đẹp chị yêu ơi. Chút sớm để em chừa hàng nha. Đang mặc đây là 1419 ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì nhanh tay bình luận để shop tư vấn và chừa hàng chừa size nha. Nhớ kèm theo giúp em là chia sẻ 3 lần để được áp dụng giá sale ha. 1419 139.000 đồng. Dễ thương không? Ít lắm, chị nào mua sớm thì mới có hàng được. Riêng em này mà còn suy nghĩ đắn đo, em sợ 2-3 ngày sau cái chị quay lại thấy em giới thiệu nó còn một size hoặc là hai size nha. Tại vì hôm nay tuy là 4 size nhưng mà có 3 cái rồi có 7 cái này kia thôi. Dạ chị Loan Lâm có một đơn nè. Có à, được chị, phong này mình mặc đi làm cũng được, nó không có ngắn. Em cao 1m6 là nó phủ gối rồi, không có sợ ngắn đâu. 1m65 mặc đầm này vẫn phủ gối cho em. Em mang là 1419 ạ. Chị nào chưa có mẫu này cứ bình luận ngay bên dưới, shop sẽ tư vấn và chừa hàng cho mình ha. Rồi bài like này bây giờ em sẽ lưu lại nha cả nhà. Chị nào
hôi trẻ mình xem lại giúp em. Hoặc là mình có thể là đón theo dõi livestream tối ngày hôm nay của em vào lúc 6 giờ rưỡi tối nha. Sẽ có một bài live trực tiếp mới. Chị nào vô trễ á, mình coi live tối để mình săn sale ha. Chỉ có trên live mới giảm giá được thôi. Giờ thì chúc các chị buổi trưa vui vẻ nha. Chào tạm biệt các chị yêu và hẹn gặp lại mình ạ.